mọi người. Hôm nay mình có mặt đây để mà mình quay cận cảnh mở cống thủy lực. Cỡ thủy lực này mở lên để mà lấy nước đó mọi người. Khi mà mở lên như vậy thì nước nó sụt quận. Bây giờ cống mới bắt đầu mở nha. Mình sẽ cho các bạn coi như sao. Đây mọi người, cống vừa hé lên chút xíu là nước nó cuộn vô nè. Nước này nó chảy vô nha mọi người. Nước bắt đầu cuộn, nhìn ghê ha. Nó đi âm ở dưới cái cửa cống á nha mọi người. Mọi người nhìn thấy nước sao? Nhìn ớn ốc chưa? Thôi mọi người xem những cái cuộn nước nó đưa lên nè, so với một con người thì nó sao? Rất là lớn nha mọi người. Nhìn khiếp hồn thiệt. Các bạn thấy dòng chảy ghê không các bạn? Dòng chảy hết hồn nữa nè. Nó có cái độ dốc luôn á các bạn. Cái độ dốc của nước nhìn rõ ràng luôn á. Dùng chảy khủng khiếp thiệt.